Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguy cơ tái phát và lây lan trên diện rộng của dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng trên gia súc gia cầm trong thời gian này là rất cao. Và theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết, về cơ bản đến nay dịch tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng trên gia súc và gia cầm đều được kiểm soát tốt, chỉ còn một số ổ dịch xuất hiện ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học nhưng đã khoanh vùng và xử lý. Cụ thể, cả nước có 357 xã thuộc 117 huyện của 30 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày và có 13 ổ dịch lở mồm long móng tại Quảng Nam, Kon Tum, Trà Vinh, Hà Tĩnh chưa qua 21 ngày và một ổ cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Tiền Giang. Và theo nhiều người cho biết, đấy chỉ là những báo cáo trên giấy. Về thực tế thì hiện nay dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở nhiều nơi, không chỉ ở thị trường miền Bắc mà ngay ở thị trường miền Nam dịch tả lợn châu Phi cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại. Và theo thông tin mới nhất từ báo Vĩnh Long cho hay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long đang chỉ đạo Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh giám sát chặt chẽ 3 ổ dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Thạch Trung, xã Hòa Thạch ở huyện Tam Bình và xã Mỹ Thuận ở huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long. Và tổng đàn heo được phát hiện bị bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi là 22 con và bị tiêu hủy toàn bộ. Như vậy, tính đến nay, ít nhất có 4 tỉnh ở khu đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Nếu chính quyền địa phương không kiên quyết trong việc phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, rất có thể dịch sẽ lây lan trên diện rộng và từ đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi ở trong nước và trong khu vực. Các bạn thân mến, giá heo hơi trong ngày hôm nay tiếp tục có xu hướng đi xuống, đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam. Và theo ghi nhận trong ngày hôm nay ở thị trường miền Bắc, giá đang chứng lại. Trong ngày hôm nay, tại thị trường miền Bắc, tiểu thương thu mua với mức giá cao nhất là 67.000 đồng trên 1 kg. Và cụ thể, giá lợn hơi ở một số địa phương như Tuyên Quang trong ngày hôm nay giảm về mốc chỉ còn dao động 63.000 đồng trên 1 kg, thấp nhất cả nước. Một số địa phương như Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động mức giá 65.000 đồng trên 1 kg. Hà Nội trong ngày hôm nay dao động mức giá 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Lào Cai, Yên Bái hay là Bắc Giang đang có mức giá cao hơn, dao động mức giá 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Hay ngay như Hà Nam trong ngày hôm nay, mức giá trung bình cũng chỉ còn 65.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên đối với dòng heo siêu, heo chọn thì có mức giá cao hơn. Còn đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, không có tỉnh nào còn giữ giá trên 72.000 đồng trên 1 kg nữa. Hai tỉnh đó là Hà Tĩnh và Bình Định đều điều chỉnh giảm 2.000 đồng trên 1 kg lần lượt với mức 72 và 71.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí trên địa bàn Hà Tĩnh đối với dòng heo dân còn có mức giá khá thấp, chỉ dao động khoảng 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số địa phương như Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày hôm nay ghi nhận mức giá khá ổn định, tuy nhiên cũng chỉ còn dao động mức giá 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình, Quảng Trị hay là Quảng Ngãi đang có mức giá cao, các địa phương này đều trên 70.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại khu miền Nam trong ngày hôm nay đa phần đi ngang hoặc giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Cụ thể, một số địa phương như An Giang, Cần Thơ giảm 1.000 đồng trên 1 kg. Long An, Hậu Giang, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh hay là thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương này cũng chỉ dao động mức giá 70 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg. Và thậm chí có một số địa phương còn dưới 70.000 đồng trên 1 kg đối với thị trường miền Nam. Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cam kết đủ nguồn cung thịt lợn vào dịp Tết Nguyên đán có thể loại trừ khả năng giá tăng cao, nhưng khả năng thực tế thì hiện tại giá vẫn tăng vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chính vì vậy mà các hộ nông dân, đặc biệt là những hộ nông dân nhỏ lẻ muốn vào lợn nhỡ ở thời điểm này để phục vụ dịp Tết Nguyên đán cũng rất phải cẩn trọng đối với dịch tả lợn châu Phi. Và tiếp theo, mình xin cập nhật thêm về bản tin giá heo giống trong ngày hôm nay ở một số địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, nhiều chăn nuôi báo giá khu vực Ba Vì, Phúc Thọ của Hà Nội, giá lợn giống đang dao động từ 2,3 cho đến 2,5 triệu đồng trên một con. Ở một số huyện như Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ, dao động 2,2 cho đến 2,3 triệu đồng trên một con, với trọng lượng từ 7 cho đến 8 kg trên một con. Tuyên Quang trong ngày hôm nay dao động 2 cho đến 2,3 triệu đồng trên một con, dòng hai bề ở khu vực này dao động 1,2 cho đến 1,4 triệu đồng trên một con. Lạng Sơn dao động 2 cho đến 2,2 triệu đồng trên một con. Lâm Đồng có mức giá cao hơn 2,3 cho đến 2,5 triệu đồng. Đắk Lắk 2,2 triệu đồng trên một con. Bà Rịa Vũng Tàu dao động 2,4 cho đến 2,6 triệu đồng trên một con với trọng lượng từ 6 cho đến 8 kg. Lào Cai giá thấp hơn dao động 1,8 triệu đồng.
Quảng Bình dao động 2 triệu đồng trên một con với trọng lượng từ 7 cho đến 8 kg trên một con. Lào Cai nhộ chăn nuôi báo giá 180 cho đến 200.000 đồng trên 1 kg. Tại Đông Hà của tỉnh Quảng Trị, dòng heo siêu đang dao động mức giá 2,2 triệu đồng trên một con. Áp siêu nhộ chăn nuôi báo giá 1,5 triệu đồng trên một con với trọng lượng từ 7 cho đến 8 kg. Đối với tỉnh Hà Giang, các hộ chăn nuôi báo giá 150 cho đến 180.000 đồng trên 1 kg. Sơn La dao động 2,3 triệu đồng trên một con, Yên Bái dao động 1,8 cho đến 2,1 triệu đồng trên một con. Còn đối với giá hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương như sau, trước tiên đó là đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xuống giảm rải rác ở một số địa phương, mức giảm dao động khoảng 1.000 đồng trên 1 kg, như Hà Nội trong ngày hôm nay báo giá dao động 62 cho đến 63.000 đồng, Hải Dương trong ngày hôm nay dao động 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương như Hải Phòng 64 cho đến 65.000 đồng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định hay là tỉnh Ninh Bình giao quanh mức giá 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng báo giá 65.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay mức giá phổ biến là 65.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên đối với dòng heo đẹp có thể bán ở mức giá cao hơn 68.000 đồng, thậm chí heo xấu chỉ dao động 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Mức giá rất khác nhau tùy thuộc vào chất lượng của heo. Các tỉnh còn lại ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Phú Thọ 64 cho đến 65.000 đồng. Tuyên Quang trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp, chỉ còn mức giá 63.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn dao động mức giá 64.000 đồng. Đối với Lào Cai, Yên Bái 65.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang hay là Cao Bằng dao động 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Như vậy là đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay cũng chỉ giao quanh mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Tuy nhiên dòng heo đẹp ở một số địa phương cá biệt có mức giá cao hơn, có thể bán ở mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình hiện nay mức giá cao nhất là 65.000 đồng và phổ biến quanh mức giá 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Như Hòa Bình hôm nay báo giá 62 cho đến 63.000 đồng, Điện Biên 64.000 đồng trên 1 kg, Sơn La 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg và Lai Châu phổ biến mức giá 63.000 đồng trong ngày hôm nay. Còn đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, hai địa phương đó là Thanh Hóa và Nghệ An vẫn đang giữ mức giá khá ổn định, dao động 63 cho đến 65.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay mức giá cao nhất cũng đạt 67.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, mặt bằng chung ở Hà Tĩnh, nhiều hộ chăn nuôi báo giá heo dân chỉ dao động 64.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay dao động 70 cho đến 72.000 đồng, đặc biệt là đối với Quảng Bình có mức giá cao hơn. Quảng Nam, Quảng Ngãi dao động 70.000 đồng trên 1 kg, Bình Định 68.000 đồng, Phú Yên, Khánh Hòa dao động 71.000 đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 72.000 đồng, 72 là mức giá cao nhất các bạn nhé. Tuy nhiên rất khó bán được với mức giá này, bởi hiện nay đối với Ninh Thuận và Bình Thuận, các hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực này phổ biến là 68.000 đồng, bởi heo còn tùy thuộc vào chất lượng nữa. Đối với khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay có Đắk Lắk dao động mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Lâm Đồng trong ngày hôm nay có xu hướng chứng lại, chỉ dao động mức giá cao nhất là 71.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông dao động 70.000 đồng, Gia Lai, Kon Tum dao động mức giá 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo đẹp. Còn dòng heo áp siêu và dòng hai máu ở khung này thường có mức giá thấp hơn khoảng 2 cho đến 3 giá. Các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay có xu hướng giảm nhẹ, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ. Sóc Trăng 70 cho đến 71.000 đồng, Trà Vinh trong ngày hôm nay nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Cầu Ngang đang báo giá là 71.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau dao động 72.000 đồng, Kiên Giang, Tiền Giang và tỉnh An Giang phổ biến mức giá 72 cho đến 73.000 đồng đối với dòng heo đẹp. Bạc Liêu trong ngày hôm nay dao động mức giá 72.000 đồng trên 1 kg. Long An dao động mức giá 71 cho đến 72.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay nhiều hộ chăn nuôi báo giá 69 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg, như vậy là có xu hướng giảm. Còn đối với thị trường miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay cũng có xu hướng giảm ở một số địa phương như Tây Ninh giảm về mức giá 70 cho đến 71.000 đồng. Các địa phương như Đồng Nai hay là thành phố Hồ Chí Minh giao quanh mức giá 71.000 đồng là cao nhất. Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu 70.000 đồng trên 1 kg, Bình Dương 72.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo siêu loại 1, loại tuyển chọn. Cần Thơ trong ngày hôm nay giao quanh mức giá 70.000 đồng. Hậu Giang 71.000 đồng trên 1 kg, Đồng Tháp trong ngày hôm nay báo giá dòng heo siêu 71 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg, còn heo dân thì chỉ dao động mức giá 68.000 đồng, các bạn có thể tham khảo địa phương này. Và đó là những thông tin giá hơi trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.